Zoomit là một phần mềm vô cùng nhỏ gọn và tiện dụng nhưng lại rất hiệu quả đối với mỗi bài thuyết trình hay trong quá trình giảng dạy. Chúng ta hãy cùng khám phá 6 tính năng nổi bật của Zoomit nhé. Tính năng thứ nhất, phóng to thu nhỏ mọi đối tượng. Thứ hai, viết chú thích khi đang trình chiếu. Thứ ba, tạo bảng trắng, bảng đen. Thứ tư, tạo các đối tượng cần làm nổi bật bằng nhiều màu sắc khác nhau. Thứ năm, có nhiều hình thức để nhấn mạnh hay quay tròn phần thông tin quan trọng. Và cuối cùng là tạo đồng hồ đếm thời gian. Vậy làm như thế nào để tải phần mềm, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Để tải phần mềm, chúng ta vào thanh tìm kiếm đánh Zoomit. Có rất nhiều trang uy tín có thể tải phần mềm. Hãy lựa chọn cho mình một trang để có thể tải Zoomit nhé. Sau khi tải trang, chúng ta sẽ nhìn thấy nút tải xuống. Hãy tải xuống. Sau khi tải xuống thành công, hãy vào phần Downloads để tìm file và giải nén chọn Extract Here. Tìm đến file giải nén, chọn vào và ấn Run as Administrator để chạy phần mềm. Sau khi chạy phần mềm thành công, chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng xuất hiện ngay dưới thanh công cụ, hãy ấn vào nó. Chọn Options. Vậy là chúng ta đã có thể nhìn thấy các chức năng của phần mềm. Vậy 6 tính năng của Zoomit được sử dụng như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem video hướng dẫn. Thứ nhất, làm như thế nào để phóng to, thu nhỏ các đối tượng trên màn hình? Để phóng to và thu nhỏ, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl+1. Để phóng to và thu nhỏ, chúng ta sử dụng con lăn chuột. Chế độ thu phóng có hai cách. Thứ nhất, ấn ESC hoặc chuột phải. Tính năng tiếp theo là vẽ chú thích khi đang ở chế độ thu phóng. Khi đang ở chế độ thu phóng Ctrl+1, để mở chế độ vẽ chú thích, chúng ta ấn chuột trái để bắt đầu viết vẽ. Khi không rõ con trò chuột đang ở vị trí nào, để căn chỉnh bút viết về vị trí trung tâm, chúng ta ấn dấu cách. Chẳng hạn con trò chuột đang ở vị trí góc bên phải, để căn chỉnh về vị trí trung tâm, ấn dấu cách. Hoặc con trò chuột đang ở góc bên trái, ấn dấu cách để trở về vị trí trung tâm. Để vẽ đường thẳng, chúng ta ấn tổ hợp phím Shift và chuột trái. Để vẽ hình chữ nhật hoặc hình vuông, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl và chuột trái. Để tạo hình tròn, chúng ta ấn tổ hợp phím Tab và chuột trái. Để vẽ hình mũi tên, chúng ta ấn tổ hợp hai phím Shift, Ctrl và chuột trái. Để thay đổi độ to nhỏ của nét chữ, ấn Ctrl và con lăn chuột. Thank you.
Vậy làm như thế nào để thay đổi màu sắc và xóa các chữ thích viết vẽ? Để thay đổi màu sắc của bút, chúng ta ấn chữ cái Error, Red cho màu đỏ. Ấn chữ cái B, Blue cho màu xanh da trời. Ấn chữ cái Y dài, Yellow cho màu vàng. Ấn chữ cái P, Pink cho màu hồng. Ấn chữ cái G, Green cho màu xanh lục. Ấn chữ cái O, Orange cho màu cam. Để hoàn tất, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl Z. Để xóa cả các chữ thích trên màn hình, ấn phím chữ cái E. Vậy làm như thế nào để có thể đánh chữ văn bản hoặc sử dụng bảng chấm đen? Để đánh chữ văn bản, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl 1 để trở về chế độ viết vẽ, sau đó ấn chuột trái và cuối cùng ấn phím tờ. Để thay đổi độ to nhỏ của nét chữ, ta sử dụng con lăn chuột. Để mở tính năng bảng trắng, chúng ta ấn chữ cái V. Vậy là chúng ta đã có thể viết vẽ từ. Với tính năng bảng đen, chúng ta ấn phím K. Nếu muốn trở về, chúng ta ấn chuột phải. Để ra chiếc và lưu lại màn hình, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl C, sau đó ấn Ctrl S. Để viết vẽ và chú thích ở chế độ không thu phóng, chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl 2. Để mở chế độ viết chú thích, ấn chuột trái sau khi ấn Ctrl 2. Sau đó có thể thực hiện tất cả các chức năng như ở chế độ thu phóng, như vẽ đường thẳng, hình tròn, đánh chữ. Và tính năng cuối cùng đó là tạo đồng hồ bấm giờ cho các hoạt động hoặc giờ nghỉ giải lao. Chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl 3 để tạo màn hình chờ cho thời gian nghỉ giải lao hoặc suy nghĩ câu hỏi. Thời gian cố định sẽ là 10 phút, muốn thay đổi tăng giảm thời gian chỉ cần điều chỉnh con lăn chuột, thay đổi hình nền và Advanced để chọn hình ảnh. Như chúng ta thấy, thời gian ở phía góc bên phải sẽ được thay đổi khi chúng ta sử dụng con lăn chuột. Để thoát màn hình, chúng ta ấn phím ESC hoặc chuột phải. Và cuối cùng là những lưu ý khi sử dụng phần mềm. Lưu ý thứ nhất, chúng ta có 3 cách để thoát các chức năng. Cách thứ nhất, ấn ESC. Cách thứ hai, chuột phải. Cách thứ ba, ra vào một cửa. Ra vào một cửa nghĩa là khi bạn vào bằng tổ hợp phím Ctrl 1 thì khi thoát sẽ ấn Ctrl 1. Lưu ý thứ hai, bạn có thể cá nhân hóa các phím chức năng bằng cách vào Toggle của phần mềm để chỉnh sửa các phím chức năng theo tùy thích.